Từ đây phải được 2 tháng rồi nhỉ? 0,4 5 tháng rồi. 5 tháng nữa. Vâng. 3 em sẽ 7 tháng. 7 tháng. Vâng. Vẫn nhớ là vâng. Vâng. Anh ra đấy anh mua điện thoại ở cái chỗ thằng ấy này. À. Thằng cái gì di động cái gì thì mang đến. Cho anh đi. À. Cách nói là chú không đoạn thôi. Vâng. Mình kia. Vâng. Chỗ thằng Quang Ngọc ở Chí Linh ấy, nó cũng bảo nó với cho anh ấy, nhưng mà anh cũng thích, bởi vì là anh xem nhiều video của chú Linh ấy, rất là thích từ cái cách nói rồi thì cái cảm giác cái độ thật thà nó cao. Vâng. Nói chung là đồ mới thì không nói, nhưng mà đồ cũ thì như nào nó phải chuẩn thì đấy hơn. Cũ thì nó cũng có cặp này cặp kia, đồ này đồ kia. Vâng. Vâng. Ok.